Suy niệm tin mừng Chúa Nhật một mùa vòng 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là: hãy tỉnh thức. Mùa chờ đợi trong hân hoan. Người ta thường nói rằng chờ đợi là hạnh phúc. Cuộc đời con người là thời gian chờ đợi Chúa đến. Vì thế, hạnh phúc cuối cùng mà con người ngóng trông cần phải đánh đổi bằng những cố gắng trong suốt đời mình. Với Chúa Nhật thứ nhất mùa vòng, khởi đầu cho năm phụng vụ mới, giáo hội muốn đặt chúng ta vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thực vậy, nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đã xé màn trời mà ngự xuống trần gian. Ngài đã không chỉ can thiệp vào lịch sử, mà còn ở giữa con người, sống với con người, chết cho con người, và cho con người hiệp thông vào quỹ đạo sự sống thần linh vinh hiển. Đáp lại tình thương khôn ví ấy, giáo hội mời gọi con cái mình tỉnh thức soạn sửa tâm hồn cho xứng hợp để đón chờ Chúa đến trong hoan hỷ và bình an. Mở đầu đoạn tin mừng, Chúa Giêsu gửi đến với mỗi người chúng ta thông điệp về sự tỉnh thức và chuyên cần cầu nguyện. Người đã minh họa sự cần kíp của việc tỉnh thức bằng một câu chuyện thực tế. Có một ông chủ kia đi xa, để nhà cửa lại trao quyền cho đầy tớ. Trước lúc ra đi, ông chủ đã ân cần căn dặn mỗi người hãy tỉnh thức, vì họ sẽ không biết ông về vào lúc nào. Ông có thể thình lình trở về lúc chiều tối, lúc nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Nếu như các đầy tớ mê man trong giấc ngủ, không tỉnh táo để đón tiếp ông, thì họ sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường. Vì thế, không còn cách nào khác là phải tỉnh thức. Câu chuyện là một lời nhắc nhở thâm sâu về niềm tin vào cuộc sống mai hậu. Có thể nói tầm nhìn về cuộc sống của người Kitô hữu xa hơn những người không có đức tin. Những người không có đức tin cho rằng chết là chấm hết, là tấm màn che phủ mọi thứ. Nhưng người Kitô hữu xác tín rằng phía bên kia trần gian là một vùng đất mới hạnh phúc vô ngần. Con người sẽ có được an hưởng một cuộc sống vĩnh cửu bên đấng hằng hữu cầm quyền sinh tử đời này lẫn đời sau. Theo đó, mỗi người phải trả lời về cuộc sống của mình trước tòa chung thẩm là biên giới của trời cũ và trời mới, đất cũ và đất mới, sự hữu hạn với vô hạn. Câu chuyện cũng mang đến lời nhắc nhở để mỗi chúng ta suy tư về cái thình lình của phần người. Trong mùa vòng cuộc đời, sẽ có nhiều sự việc xảy đến bất thình lình và bất ngờ, khiến chúng ta cảm thấy đời người thật vô thường, mong manh và dở dang. Hằng ngày vẫn nhan nhản các tin tức về những cái chết bất đắc kỳ tử, những cuộc ra đi đột ngột đến nhói lòng. Còn trong cuộc sống riêng tư của ta, mỗi ngày có một sự khốn khó, có những tình huống mà ta trở tay chẳng kịp. Thế nhưng, giữa mọi điều bất ngờ, thì cái bất ngờ nhất
vẫn là con người sẽ đến vào ngày ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Ấy thế mà trong nhịp sống thường nhật, con người vẫn cứ ê hề, không nghĩ gì về số phận chóng vánh của phần người. Chúng ta thường có cám dỗ rằng đời ta còn dài, còn lâu mới chết, tương lai còn sáng. Đời khi về già rồi ăn năn sám hối cũng chưa muộn. Chính vì thế, chúng ta thường do dự, chần chừ và chỉ lo lắng đến những dự tính cá nhân mà quên mất thái độ sẵn sàng chờ Chúa đến. Cuộc đời mỗi người là một mùa vọng kéo dài và là mùa chờ đợi trong hân hoan. Mùa vọng chính là con đường duy nhất để dẫn chúng ta tìm đến với máng cỏ của Chúa hài đồng. Không có lối đi tắt nào khác. Vì thế, người ta nên phải có tâm tình ngóng đợi trong sự tỉnh thức sẵn sàng. Tỉnh thức ở đây là sáng suốt nhận ra những dấu chỉ của sự sống, của sự thật, của sự giải thoát và của cái sẽ tồn tại mãi mãi trong tất cả những gì tạo nên cuộc sống thường ngày của con người và xã hội. Những cuộc gặp gỡ, những lời nói, những phản ứng, những sự kiện, những tin tức chúng ta nhận được. Tỉnh thức là như thế. Hạnh phúc biết bao khi chủ về và thấy chúng ta đang hăm hở thực thi phần vụ của mình, trở thành những con người kiến tạo hòa bình, những con người hiền lành và đầy lòng xót thương, những con người có lòng trong sạch, không bị hoen ố vì những hư vô thế tục. Ước gì mỗi chúng ta biết xây đắp tương lai vĩnh cửu không phải bằng ảo tưởng mà bằng chất liệu của thế giới hôm nay. Ước gì trong khi chúng ta nỗ lực để xây dựng cuộc sống bằng cát đá, gạch ngói, lúa thóc, sự nghiệp, thì mỗi người chúng ta cũng ý thức xây tương lai mai hậu bằng công bằng, bác ái, hy sinh và phục vụ. Như thế, trong một ngày không biết trước, dẫu là bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ ở trong tâm thế sẵn sàng trước tiếng gọi yêu thương của Cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống thế trần thêu dệt nên những ảo ảnh phù vân. Hấp lực của chúng con lớn đến nỗi chúng con chẳng nhìn thấy viễn cảnh đời đời. Với những cái nhìn ngắn hạn, chúng con thường lựa chọn những cái chóng qua mà bỏ lại bao điều vĩnh cửu. Chúng con thường đi những con đường tắt để nhanh chóng đạt đến những cái đích tầm thường, mà không đi trên chính lộ ngàn đời để chiếm được cái đích thiện toàn mỹ mãn. Xin Chúa ban cho chúng con biết kiên nhẫn chờ đợi phần thưởng bất diệt, biết kiên vững trong từng đoạn trường, biết kiên tâm trong những quyết định ngay chính, biết kiên gan qua những nguy biến của trần gian, để một ngày kia chúng con hân hoan cán đích cuộc đời trong vinh quang phục sinh. Amen.